Bây giờ thử thách làm nhân viên của Miss Dad nha. Ít hả? Thêm một giá đầy luôn. 6-7 viên mình lấy 10 viên. Phải lấy 7 chứ 6-7 viên sao lấy 6 được. Nước dừa nó ngọt không ta? Nguyên chất cho nên không ngọt. Ủa? Nó không ghê vậy? À rồi. Nhưng mà nó không đẹp nha. Trời. Bạn thấy bao nhiêu điểm? 7 điểm. Bạn trừ điểm gì mà nó 7 điểm? Đầu tiên nó tè le rồi. Về giá cả thì đây có 3 loại thôi. 30.000, 37.000 và 45. Bây giờ mình cho một miếng đá cho nó lạnh nha. Mọi người ăn tới đâu rồi bỏ đá tới đó. Cái phần 30.000 cũng rất là ngon à. Cũng rất là đầy đủ. Như là củ năng, mứt, bánh lọt, dừa, rồi hạt đác. Những cái topping bên trong á, cái nào cũng giòn sừng sực. Đặc biệt là sầu riêng đây là nguyên chất nha. Không pha loãng bất kỳ gì hết trơn á. Cho nên ăn là cảm nhận cái độ ngon của sầu riêng rất là đã. Nguyên miếng sầu riêng và bá lửa luôn. Hạt đác ăn đúng đã. Dẻo, dai, còn ngọt tự nhiên. Cái bánh lăng nó rất là giống nhà mình làm luôn mọi người. Bánh lăng rất là mịn nha, thơm béo, không bị quá ngọt. Khi ăn chè ở đây thì có một cái ly trà đá để cho người uống đỡ ngán trong những lúc mà gọi là cần chén miệng rồi đó. Xong ăn tiếp. Ngoài món chè thì ở đây có một cái món gọi là sữa chua hạt đác dâu tầm nha. Tên món thì quá rõ rồi, sữa chua, dâu tầm và hạt đác. Sữa chua thì kết hợp với cái vị ngọt ngọt của dâu tầm nữa rất là ngon nha. Trà sữa thì vẫn có, cho ai cần. Một ly này cái giá là 49.000 nha. Với mình thì 49.000 một cái ly trà sữa thì nó chưa hợp lý lắm so với mặt bằng chung. Nhưng mà cái ly này nó mắc tại vì rất là nhiều topping. Sơ hơn mọi người thấy là topping nửa ly rồi. Còn cái bánh lăng nữa, mình nghĩ là nó vẫn còn cần giảm xuống xíu để cho mọi lứa tuổi, mọi học sinh sinh viên có thể ăn đúng được nha. Không gian thì ở đây có tầng trệt và lầu. Tại vì cái quán thiết kế đèn vàng cho nên nhìn rất là chill và ấm cúng, tạo cảm giác như gia đình gần gũi với nhau á. Những cái phần thiết kế và những cái lồng đèn nó cũng rất là truyền thống Việt Nam. Trời, cái lầu nó là cái view đúng chill luôn mọi người. Trời ơi, tao nói nó đã gì đâu. Nè, buổi chiều mát mát mà ngồi đây ngắm xe cộ đường xá là tao nói bá cháy. Có chỗ nào bán chè mà góc view chill gì không? Mình nghĩ là mọi người nên đi buổi chiều là ok nhất nha. Tại buổi chiều á, không khí nét mẻ, nó trong lành. Đi xa thì quán sẽ xếp toàn khu vực miền Tây luôn. Khu vực miền Trung thì sẽ là từ Huế đổ vô lại. Cho nên là mọi người muốn ăn thì có thể mua những cái bịch như thế này nè. Xếp đi xa được. Người ta đóng lại rất là chắc chắn và kỹ càng nha. Đó. Có một cái bịch nước cốt dừa cho mọi người luôn. Ngoài ra cũng có bán hũ hạt đác kim thơm, hạt đác kim dâu tầm và hạt đác kim chanh dây. Đây là chi nhánh 2 của Miss Dad cho mọi người. Địa chỉ là số 111B Hoàng Sa, Đa Cao quận 1.